Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Và đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người cùng biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Làm sao để chế ngự những suy nghĩ tiêu cực? Có hai luồng suy nghĩ trong mỗi con người. Suy nghĩ tích cực tượng trưng cho sự sáng tạo và suy nghĩ tiêu cực tượng trưng cho sự tàn phá. Tôi thường xuyên so sánh những suy nghĩ tích cực và tiêu cực như ánh sáng và bóng tối. Bóng tối không chứa đựng bất cứ thứ gì, nó đơn giản là sự thiếu chán ánh sáng. Khi bạn để ánh đèn rọi sáng, bóng tối sẽ biến mất. Những suy nghĩ tiêu cực về nỗi sợ hãi, lo lắng, tức giận, định kiến, ghen tức, đố kỵ, ác cảm, bảo thủ, vô liêm sỉ, ích kỷ, hoài nghi, chán nản, ghét bỏ, tuyệt vọng, chùn bước, ngay lập tức sẽ biến mất. Khi chúng ta phải những suy nghĩ tích cực về tình yêu, niềm tin, sự kính trọng, sự tôn trọng, lòng tốt, sự gan dạ, sự thấu hiểu, kiên trì, sự nhiệt thành, trung thành, hứng khởi, sự mạnh mẽ, sự bền bỉ và sức mạnh. Hãy suy nghĩ tích cực và rồi khả năng của bạn sẽ đạt tới những điều bạn mong đợi. Những suy nghĩ tích cực cần được xây dựng trên sự thấu hiểu và niềm tin. Những suy nghĩ tiêu cực mặt khác được tạo thành bởi sự thiếu hiểu biết và hoài nghi. Không có một vấn đề nào không được giải quyết nếu bạn suy nghĩ theo hướng tích cực. Hãy đối mặt những vấn đề của bạn từng chút một với những suy nghĩ tích cực và rồi nó sẽ biến mất. Những suy nghĩ tích cực và sáng tạo sẽ thứ rọi những vấn đề của bạn như một điếu thuốc và tờ giấy ăn vậy. Theo định luật ôm của dòng điện, lực cản càng nhỏ thì dòng điện chạy qua càng lớn. Tất cả đều phụ thuộc vào hiệu suất của vật dẫn điện. Điều tương tự cũng xảy ra với bạn. Bạn chính là vật dẫn cho những suy nghĩ. Khả năng của bạn là nguồn điện. Những suy nghĩ tích cực là dòng điện và suy nghĩ tiêu cực là lực cản. Hãy gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, gạt hết vật cản, gạt hết những trở ngại, những kênh ghét, nỗi sợ hãi. Khả năng chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh khi không bị cản trở, chắn đường bởi lực cản. Thu nhập, sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên sẽ bị phá vỡ nếu bạn để bóng ma của sự tiêu cực ám ảnh lấy tâm trí và cản trở khả năng. Một bác sĩ ở Boston đã từng thử nghiệm lên 25 người mắc chứng bệnh hung hăng. Sau những nghiên cứu kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện ra tất cả những bệnh nhân này đều có tính cách cộc cằn. Những suy nghĩ tiêu cực làm suy yếu cơ thể và phá hủy khả năng của mỗi người. Hãy giải phóng tâm trí bạn khỏi những thứ nhỏ nhặt có thể tạo nên hạn chế. Những tư tưởng hạn hẹp là vật cản ăn mòn con người bạn. Chúng là những thứ phiền toái ngăn cản khả năng của bạn. Hãy thả lỏng cơ thể và xua tan những rắc rối của bạn. Hãy để sức mạnh của suy nghĩ tích cực giết chết những lo lắng và sợ hãi. Hãy chỉ nghĩ tới những điều tốt đẹp. Hãy cứ vui vẻ và tận hưởng. Chúng sẽ giải phóng tâm trí bạn. Chúng giết chết sợ hãi và lo lắng trong bạn. Bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Bạn sẽ cảm giác như được trở lại vạch đích và bắt đầu lại mọi thứ. Những thứ đã từng là gánh nặng và trách nhiệm bỗng chốc lại trở thành một chuyến thám hiểm thú vị và dễ chịu. Những gì bạn sở hữu đều là do tinh thần quyết định. Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn và hoàn cảnh của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Bởi vậy, nếu cuộc sống của bạn là những chuỗi ngày u ám, đen tối và bạn không thể chịu đựng được nữa, hãy thay đổi suy nghĩ về chúng và sớm thôi, tinh thần sẽ thay đổi con người bạn. Trong cuốn sách mang tên Bức thư gửi trái tim sắt đá, Jay Allen Bundy đã tiết lộ đặc tính của một chú chó Berkshire Đức, một ngôi sao điện ảnh. Cuốn sách đã viết về con chó bằng những từ ngữ qua Mỹ. Nó luôn làm mọi việc bằng tất cả những gì mình có. Nó không giữ lại thứ gì. Nó cho đi tất cả. Điều này dạy cho chúng ta một bài học đáng giá. Dù làm bất cứ việc gì, hãy cố gắng bằng tất cả khả năng của mình. Hãy tha lỏng và tìm cách hoàn thiện bản thân. Hãy cho đi tất cả và sẽ chẳng còn chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực. Làm sao để thành công nhờ suy nghĩ tích cực? Bởi vậy, phương thức cho những suy nghĩ tiêu cực chỉ có thể là những suy nghĩ tích cực.
Suy nghĩ tích cực tưới tắm tâm hồn bạn với niềm tin, sự tự tin, quyền lực và sự quyết tâm. Nó cho bạn sức mạnh để đưa ra những quyết định, tăng cường độ chính xác, kỹ năng và tốc độ. Hãy suy nghĩ tích cực, hành động tích cực và rồi những suy nghĩ tiêu cực sẽ không còn chỗ trong tâm trí bạn. Sự tích cực có thể thổi bay sự tiêu cực. Nó điều khiển sự chế nhạo và sự khổ sở như một cơn lốc và nhường lại ngay vàng cho những suy nghĩ tích cực, điều làm nên thành công. Và đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn tìm nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.